I'm Tim. I'm Billy. Family and friends. Sách giáo khoa tiếng Anh Family and Friends National Edition là sự kết hợp giữa hai nhà xuất bản lớn trong và ngoài nước, nhà xuất bản Đại học Oxford và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong 2 năm đầu giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bộ sách đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giáo viên trên khắp các tỉnh thành. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 70% học sinh lớp 1, 2 đang học sách giáo khoa tiếng Anh Family and Friends phiên bản National Edition và 80% học sinh lớp 3, 4, 5 vẫn đang sử dụng bộ sách phiên bản Special Edition. Bộ sách đã giúp các em học sinh làm quen và yêu thích môn tiếng Anh ở lớp 1 và lớp 2. Đến lớp 3, các em sẽ chính thức bắt đầu học tập và bước vào thế giới tri thức hoàn toàn mới với sách giáo khoa tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition. Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition được lồng ghép các nội dung của tiếng Anh 1 và 2 Family and Friends National Edition. Điều này giúp củng cố kiến thức đối với trẻ đã được tiếp cận tiếng Anh từ 2 năm đầu tiểu học và giúp những trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3 không bỡ ngỡ với kiến thức mới. Với nội dung có nguồn gốc từ nhà xuất bản Đại học Oxford, bộ sách giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập, hoạt động theo chuẩn quốc tế, giúp các em thuận lợi hơn trong việc chinh phục chuẩn đầu ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho cấp tiểu học. Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition tạo nhiều cơ hội cho học sinh áp dụng tiếng Anh trong nhà trường vào tình huống thực tế một cách tự nhiên và đầy sáng tạo. Bộ sách giúp phát triển đúng năng lực người học, vì thế hoàn toàn phù hợp triển khai đại trà ở các tỉnh, thành trong cả nước, đồng thời áp dụng hiệu quả cho các chương trình học mở rộng và nâng cao. Hỗ trợ toàn diện. phuongnam.edu.vn là website cung cấp tài nguyên, công cụ hỗ trợ bộ sách giáo khoa tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition dành cho nhà trường, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh. Phương Nam cung cấp kho học liệu điện tử, hỗ trợ công tác dạy và học đối với sách giáo khoa tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition. Tài nguyên được biên soạn và đăng tải theo tiến trình giảng dạy trong năm học thực tế tại website Tài nguyên số. Tính đến thời điểm hiện tại, website Tài nguyên số đã đạt tới 500.000 người dùng và gần 9 triệu lượt truy cập. Quý thầy cô có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên như kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, ngân hàng đề kiểm tra, phiếu luyện tập nâng cao, v.v. Sách số cung cấp các công cụ hỗ trợ hữu ích như sách điện tử, hệ thống quản lý học tập LMS, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ. Công ty Phương Nam cung cấp tài khoản miễn phí cho giáo viên sử dụng các tiện ích giảng dạy sách giáo khoa tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition trên sách số. Bìa cuối của sách giáo khoa tiếng Anh Family and Friends National Edition cung cấp mã thẻ cào, cho phép học sinh truy cập sách điện tử và tham gia lớp học cùng giáo viên. Các nội dung trong sách được số hóa thành nội dung tương tác trực quan trên mạng nhằm giúp các em hứng thú và yêu thích với việc học tiếng Anh. Cửa hàng trực tuyến hỗ trợ giáo viên, phụ huynh, học sinh mua sản phẩm chất lượng, được bảo hộ nguồn gốc từ nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo khoa tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition Nurture a Love for Learning English, nuôi dưỡng tình yêu học tiếng Anh. Bộ sách được biên soạn phù hợp với trình độ của học sinh Việt Nam gồm 12 lớp, liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông.